Lên phố không Gấu? Lên chứ còn gì nữa. Lâu lắm rồi mới cho Gấu đi chơi xa. Đi ăn bóng tướng, ngồi lên bàn như thật. Đồ ăn ra lâu thế. Lên hồ đông người, tôi gọi là nó không bao giờ nghe luôn ấy. Thế nên là lúc nào cũng phải có cái dây, chứ không là tôi cũng chịu, không đuổi được nó luôn. Đông vui quá bố ơi. À, cô em gái xinh chưa kìa bố. Cô hàng xóm bên cách kia. À không quên mất. Mọi người thấy Gấu lại gặp những câu như Pitbull hả em, con này nhìn dữ thế, chắc là ác lắm nhở. Còn có người thì bảo con này là con heo chứ chó cái gì. Ừ thì đúng là giống nhau thật. Thấy đồng bọn cái là chạy như tên lửa. Chào các cậu nhá. Sau một hồi chạy thì lại phải nghỉ. Thật ra là cứ 5 phút là phải nghỉ một lần rồi. Quên mất, lên hồ phải quay cái hồ phát đã nhở. Thế nhá, bye mọi người.